Lời hứa của bác Hồ. Hồi ở Bác Bó, bác Hồ sống rất chân hòa với mọi người. Một hôm được tin bác đi công tác xa, một trong những em bé thường ngày quấn quýt bên bác chạy đến cầm tay bác thưa: "Bác ơi, bác đi công tác về nhớ mua cho cháu một chiếc vòng bạc nhé." Bác cúi xuống nhìn em bé âu yếm, xoa đầu em khẽ nói: "Cháu ở nhà nhớ ngoan ngoãn, khi nào bác về bác sẽ mua tặng cháu." Nói xong bác vẫy chào mọi người ra đi. Vài năm sau bác quay trở về, mọi người mừng rỡ ra đón bác, ai cũng vui mừng xúm xít hỏi thăm sức khỏe bác, không còn một ai nhớ đến chuyện năm xưa. Bỗng bác mở túi lấy ra một chiếc vòng bạc mới tinh trao tận tay em bé, bây giờ đã là một cô bé. Cô bé và mọi người cảm động đến rơi nước mắt. Bác nói: "Cháu nó đã nhờ mua tức là nó thích lắm. Mình là người lớn, đã hứa thì phải làm được, đó là chữ tín. Chúng ta cần phải giữ trọn niềm tin với mọi người."